Bố của Quang Linh Vlog bỏ tiền túi xây nhà cho Tim Châu Phi. Khi được Quang Linh Vlog nhờ phụ trách quá trình xây dựng, bố của anh không chỉ nhận lời mà còn chi toàn bộ số tiền xây nhà cho 3 thành viên trong Tim Châu Phi. Trong những vlog mới nhất của Quang Linh Vlog, anh đang chia sẻ quá trình mua đất và xây nhà cho 3 anh em trong Tim Châu Phi khiến cho cộng đồng mạng trầm trồ. Trước đó, anh đã xây sửa nhà cho gia đình Lôi Con, mua đất cho 2 em của Lôi Con, giờ đến cả xây nhà cho Tim Châu Phi. Được biết toàn bộ chi phí từ mua đất đến xây nhà đều là do Quang Linh một tay lo liệu. Tuy nhiên gần đến ngày thi công, Quang Linh Vlog có việc cần về Việt Nam 3-4 tháng. Và ông Quang Quý, bố của Quang Linh sẽ là người giúp anh tất cả những công đoạn trong xây dựng nhà cho 3 thành viên Tim Châu Phi. Được biết, ông Quang Quý có nhiều năm sinh sống và làm việc ở Angola. Lĩnh vực của ông cũng là làm về xây dựng nên Quang Linh đặc biệt tin tưởng khi gửi gắm 3 căn nhà của Tim Huyền Thoại. Càng bất ngờ hơn khi ông Quang Quý không những nhận lời phụ trách quá trình xây dựng của con trai mà còn mạnh tay chi trả toàn bộ số tiền để xây nhà. Ông Quang Quý cũng chia sẻ trong vlog, xây nhà cho mấy anh thì để bố bỏ tiền hoàn toàn cho, từ cái kim sự trì, để bố bỏ tiền hết. Trước trường hợp này, nhiều người còn cảm thán về gia đình của Quang Linh đã dùng biết bao nhiêu tình cảm dành cho những người dân Angola khi con mua đất, bố xây nhà, mẹ thì mua gạo. Ông Quang Quý từng chia sẻ về quyết định sang Angola của Quang Linh Vlog, Linh 18 tuổi đã sang bên này rồi, học xong là sang Angola làm. Linh có kể với tôi đâu, sang đến sân bay mới gọi điện cho tôi. Tôi còn tưởng Linh ở Việt Nam, nhưng nhìn số điện thoại lại thấy đầu số Angola nên mới biết tin. Linh kín tiếng lắm, có gì cũng không nói đâu. Bởi vì từng có thời gian gắn bó với Angola nên ông Quang Quý hiểu rất rõ cuộc sống khó khăn của người dân Angola. Ông cũng từng ghé thăm trang trại của Quang Linh Vlog và Tim Châu Phi, đến quán Lindo để thử những món ăn Việt Nam do Lindo nấu.